Hiện Việt Nam có 30% phụ nữ tham gia lãnh đạo doanh nghiệp. Các nữ doanh nhân Việt Nam được đánh giá ngày càng chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng, xã hội và phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Tại hội thảo truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân nỗ lực để thành công, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua Bộ Công Thương đã giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan của Hà Lan tổ chức thành công nhiều hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, như cuộc thi nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công, chuỗi các sự kiện về lễ công bố chương trình sẵn sàng xuất khẩu từ đầu năm 2022 tại 5 thành phố lớn tại Việt Nam, với gần 300 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình. Đặc biệt, dự án nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số cho các doanh nghiệp nữ làm chủ Việt Nam do Cục Xúc tiến Thương mại và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã triển khai 8 khóa đào tạo trên nền tảng học trực tuyến Viettrade Edu, bao gồm lên kế hoạch kinh doanh, thương mại điện tử, thương hiệu, nghiên cứu thị trường. Việc tổ chức hội thảo lần này cũng khẳng định Bộ Công Thương luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp nữ làm chủ, nâng cao vị thế trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh, thương mại, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.